Chào anh em, bữa nay mình giới thiệu cho anh em là VIP 12 phiên bản 2 ha. Hỏi phiên bản 2 thì bên mình nha, có nhiều anh em VIP 12, VIP 12 không à. Không có cụ thể bởi vì hai mẫu bên mình hiện đang L01 hay đó cũng là tên là VIP 12 đó. Là mình cũng đặt theo những cái mà anh em mua lúc trước là shop khác ta đặt, mình đặt theo cho nó dễ ha. Còn mẫu này là bên này là 12 bản 2, nó khác nha anh em chứ không phải là 12. Nè, mình nói cái khác cho anh em. Cái này là kèm 4x30 nha anh em. Nè, nguyên cái bá này, bá hàng xịn hơn, ốc cò đồ ok hơn. Nè, cánh này cái kia bằng nhựa, cái này bằng kim loại. Nè. Đây, những cái này chắc chắn hơn, khung nó bự hơn. Cánh thì cánh cong, cánh trợ lực bắn luôn. Nè, bây giờ nè, cong đẩy lực bắn đi nữa anh em ha. Nè, ở dưới đây là dòng bi. Nè, cái dòng bi. Đây là cái dòng bi nè, dòng bi mình kéo sẽ mượt, rất là mượt ha. Nè, bố cọ nó kéo nè. Nè, đi cực kỳ mượt luôn. Còn dòng kia thì nó sẽ không có mượt bằng. Thì nói chung tiền nào của nấy mắc hơn, cái dòng 12 bán 2 này mắc hơn tới mấy trăm ngàn lên mà anh em so sánh được. Đó là không một hay được gọi là VIP 12, nó khoảng đi vào combo bá kim loại thế này luôn nè. Là 1,3 triệu đầy đủ phụ kiện á. Đó, còn cáp dự phòng là tặng đầy đủ hết. Còn bộ này thì nó đi vào khoảng 1,7 triệu, 1,8 triệu nếu là kính 1x40. Còn cái kính này là kính 4x30, nó mắc hơn mấy trăm ngàn. Là kính 40 giá hiện tại bán lẻ là 1,9 triệu, kính này là 520 triệu, thì em cứ cộng bù trừ ra em bù bao nhiêu. Bộ này nó trên 2 cũ ha, trên 2 cũ nha anh em. Này 12 bản 2 chứ phải là 12, nên em lưu ý với mình nha. So sánh kỹ với mình nha anh em. Còn bá này bá kim loại, còn cái bá mà bá nhựa thì nó kiểu nhựa đó anh em. Nó cong nó bự xuống đây nè, đó là bá nhựa. Bá nhựa nó dễ gãy chốt lắm, hồi đó giờ mình không cung cấp. 4 5 năm trước thì mình có cung cấp. Đó là không một bá nhựa, nhưng mà bán sau thời gian sau này mà không cung cấp, là khoảng 2 3 năm nay mà không cung cấp. Đó là không một bá nhựa nữa, tại vì nó dễ gãy chốt anh em. Cái chốt này chỗ này nè. Cái chốt này gãy luôn cái xong khỏi gắn bá luôn. Như bá nó vứt. Còn bá kim loại này chốt bằng kim loại, bên nó chắc chắn. Ha, còn cái này là 12 bán 2 đều là kim loại ha. Đều là kim loại, cái bá này đều kim loại, không có bá nhựa. Còn 12 thì nếu yêu cầu bá nhựa em sẽ đưa cho anh em, tại mình còn mấy cái á, sẽ trừ tiền ra. Bá nhựa thì rẻ hơn tới cả trăm ngàn nữa nè. Bộ kiện này kèm đầy đủ hết nha anh em. Đó, mặt hàng nhận hàng thanh toán tại nhà, nó có quyền kiểm hàng khi nhận ha. Em cũng đã báo rồi, không biết báo chưa, báo lại để cho anh em rõ nha. Mình không nhận gấp sẵn khi gửi, nhận xong em liên hệ với mình đưa anh em biết lớp gáp nha. Còn cọc thì trên 2 triệu thì cọc 100, dưới 2 triệu thì cọc 50. Còn bên mình có cung cấp những cái lồng dòng nhỏ lớn thì nói chung cái đó lâu lâu mới về anh em, chứ không có về cái là anh em mua hết trơn à. Những dòng đó là 7-8 triệu, 8-9 triệu, là những dòng đó là dòng cao cấp, anh em đừng quan tâm. Thì anh em nhớ đăng ký kênh ha. Rồi chào anh em nha.